Cò Sơn, giờ này mà còn thời gian để mà ngồi chơi game, sao không đi làm đi kiếm tiền trả nợ cho người ta kìa. Chết luôn rồi nè, đến bạn tao đi. Ủa tôi cười quá, hôm qua cậu đã đi quần quật kiếm chỗ cho mượn nợ mà không có được, mày phải cho cậu có thời gian vui chơi giải trí chứ. Anh. Ừ? Giờ chuyện cậu Xuân anh tính thì sao? Bây giờ mà lỡ như má vợ của anh mà biết được cái má vợ anh ra cái điều kiện khủng khiếp hơn nữa thì anh cũng biết làm sao luôn. Thôi kệ cậu đi, cái chuyện đó mình tính sao? Không sao đâu, em nghĩ là đã mở lời vậy là người ta có ý muốn giúp mình rồi, thì giờ cậu cứ mượn thử coi, biết đâu được. Thôi tự nhiên cái em nói ra làm chi vậy? Nói ra rồi mình lỡ cậu nghe được mất công lắm. Em biết cái tính của cậu rồi đó. Ổng mà nghe được cái chuyện này ha, là có người muốn giúp đỡ ổng á, là ổng nhào vô ổng làm phiền cái người đó hoài luôn cho coi. Anh không thích vậy. Chứ giờ anh không muốn giúp cậu hả? Thì cậu thì phải giúp rồi, nhưng mà mình phải suy nghĩ kỹ cái vấn đề mà mượn tiền nè. Cò Sơn, giờ này mà còn thời gian để mà ngồi chơi game, sao không đi làm đi kiếm tiền trả nợ cho người ta kìa. Chết luôn rồi nè, đến bạn tao đi. Ủa tôi cười quá, hôm qua cậu đã đi quần quật kiếm chỗ cho mượn nợ mà không có được, mày phải cho cậu có thời gian vui chơi giải trí chứ. Trời đất ơi cậu Xuân, cậu lớn giọng với con luôn hả cậu Xuân? Cậu, cái này là nợ của cậu nha, chứ không phải là của con nha. Cậu xin lỗi, nhưng mà Minh Trường, không lẽ là con không muốn giúp cậu hả? Cậu nói gì vậy? Cả tháng nay ai giúp cậu hả? Cậu nói con không giúp cậu hả? Cả tháng nay nè, con là người đi á, là coi như là bàn bạc với người ta, đi mượn tiền rồi giúp đỡ cho cậu. Rồi ai là cái người mà coi như đi nói chuyện với chủ nợ? Ai là cái người mà hy sinh bản thân của con hả? Cậu nói vậy mà cậu nghe được á hả? Ý cậu không phải vậy, nóng tính quá. Ôi nè, nhưng mà còn cái chuyện này, giúp cậu chuyện nữa đi. Đau quá đi. Giúp cái gì? Biết rồi còn hỏi nữa. Thôi nha, con nói rồi á, cái chuyện nợ của cậu á thì cậu ráng mà làm là kiếm tiền trả nợ cho người ta đi. Với lại con cũng đã hứa với vợ con rồi, giúp cậu cái gì thì giúp, nhưng tuyệt đối không có rước họa vô thân. Cậu tự mà lo đi. Ê, 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 đi đâu hả? Đi rước bà nội. Bà nội sáng nay mệt nè, xong mà vợ con đưa vô bệnh viện rồi. Giờ con tới giờ con ra con rước bà nội với vợ con thôi. Ê, cái gì nữa? Mày nỡ nào mày đi, mày không nói với cậu tiếng nào thiệt luôn hả? Nói gì? Trường. Trời ơi, cái nợ của cậu tới hạn trả rồi. Trời lại cậu đi, cậu tự lo đi, con mệt. Ê, chị... thằng ích kỷ. Thứ gì, con cháu gì, không có lòng nhân từ vậy chứ, thiệt. Trời ơi Trường ơi là Trường. Trời ơi bây giờ mày không giúp cậu là cậu chết tiệt á. Trường ơi là Trường. Trời ơi, bây giờ mượn cho Minh Trường nó không cho vậy, giờ qua mượn làm Trường với Đan Trường. Ngoài người đó biết mình không? Cũng không lắm. Trời ơi Trường ơi Trường, sao có người cho mày mượn tiền mà mày không chịu mượn vậy Trường ơi. Trời ơi, gọi là tắt máy đi. Lì quá. Xuống số đòi nợ nè. Tao chặn mày luôn, tao chặn mày luôn, tao chặn mày luôn. Trời ơi, chặn 30 số rồi đó.